Tổng thống Ecuador sẽ không đàm phán với lãnh đạo của Liên đoàn các dân tộc bản địa. Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso cho biết vào hôm thứ Ba 28 tháng 6, chính phủ của ông sẽ không quay lại đàm phán với nhà lãnh đạo bản địa là Leonidas Iza nhằm chấm dứt cuộc biểu tình kéo dài hơn 2 tuần liên quan đến 8 người chết, thiếu lương thực, thuốc men và cắt giảm sản lượng dầu. Lasso cho biết rằng chính quyền của ông sẽ không quay lại đối thoại với Leonidas Iza, người chỉ bảo vệ lợi ích của chính trị của chính mình. Phần lớn người biểu tình bản địa đã tuần hành để phản đối giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cao kể từ ngày 13 tháng 6 và ít nhất 8 người đã thiệt mạng liên quan đến các cuộc tuần hành, trong đó có một binh sĩ thiệt mạng vào sáng sớm thứ Ba. Các vụ phong tỏa đường xá liên quan đến các cuộc biểu tình đã dẫn đến tình trạng thiếu lương thực trong các siêu thị và vật tư y tế trong các bệnh viện. Tính đến ngày thứ Hai 27 tháng 8, tổng sản lượng dầu của Ecuador ở mức 234.496 đô một thùng một ngày, thấp hơn một nửa so với sản lượng khoảng 520.000 thùng một ngày trước khi diễn ra biểu tình. Tổng thống Lasso cho biết chính phủ của ông sẵn sàng đàm phán, nhưng không phải với Iza.